Ok anh em, và bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với video tiếp theo. Ở ngày hôm nay, ở tháng này thì tiếp tục anh em cùng soi ra được cao thủ Caravan. Đây là thiên nhẫn tăng trưởng môn anh em ơi. Đó, tăng trưởng môn của thiên nhẫn. Hiện tại đang có cho mình những món đồ như thế nào anh em cùng xem thử nha. Hiện tại đang có cho mình một cây bổng họ sắt nội công 189. 189 và nội lực 74 và 520, dòng 500 không kích được. Và một cây áo 40 phục hồi và 30 chón. Áo này cũng khá bình thường thôi. Một dây chuyền kháng cả 9 và kháng lôi 7 và đang sở hữu mình một cái nón kháng lôi 30. Một sản đồ khá tương đối. Một bao tay kháng hỏa và chống 30 sinh lực lực. Một ngọc bội kháng hỏa 17 và chống 30 sinh lực lực khá tầm trung. Một đôi giày tóc 40 nội lực cao ở kim. Một nhẫn kim sinh lực 155 nội lực 74. Thiên nhẫn thì rất cần nội lực nha, sinh lực nữa càng tốt. Một cái nhẫn sinh lực nội lực 153. Một đại lưng kháng lôi 30. Tính sơ qua thì cái này đang có cho mình là lượng kháng lôi từ nón 30 và đại lưng 30. Kèm với kháng cả này nữa thì lượng kháng lôi này lên đến có thể là 75. Kèm theo cái này kháng cả năm nữa là có thể kháng lôi lên được 75 nha. Còn lượng kháng hỏa thì có cho mình nó là bao tây 17 và ngọc bội 17 thì có cho mình 34 kèm với cái kháng cả chính này có cho mình khoảng tầm 4 ít kháng hỏa. Kèm với này nữa có thể lên được 5 ít kháng hỏa nha. 50 kháng hỏa và 70 hơn kháng lôi. Và lượng chón thì có cho mình là 90 chón từ áo, bao tây và ngọc bội. Thì ạc này không có làm chậm luôn nha em ơi, bỏ hoàn toàn chậm luôn nha mọi người. Bỏ hoàn toàn chậm luôn, không mang chậm luôn. Rồi đang thử như mình một con ngựa kháng cả 1, con ngựa này là con ngựa tăng trưởng môn thiên nhẫn nha mọi người. Và có cho mình một cái năng cũng có từ tăng trưởng môn ấn tín. Đó, một cái năng 9x vân kích cũng như là thiên ngọc lưu tinh cũng như là nhíp hồn loạn tâm skin bùa. Và có cho mình một mặt nạ nguyên sói, kỹ năng cũng có một cấp, hiện tại chưa giám định anh em à. Mặt nạ này kỹ năng cũng có một cấp nha anh em. Mặt nạ nguyên sói kỹ năng nó kỹ năng cũng có một cấp. À, kèm với một cái phi phong kỹ năng cũng có một cấp. Kèm với cái nhất cơ nhân đầu thì này đang có cho mình ba kỹ năng cũng có nha anh em. Ba kỹ năng cũng có. Thì hiện tại skin 9x thì có cho mình là 23. Kèm với một cái này nó là có cho mình 24 kỹ năng 9x anh em à. Quá cưa. Đó. Rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ Caravan cũng như là một cao thủ thiên nhẫn khác khủng này mà cũng nằm trên top thiên nhẫn nè. Đó, nằm top thiên nhẫn. Một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi, và đừng quên ủng hộ video của Duy Khải, một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Khải thì hay đúp video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày cũng như là hay livestream trực tiếp vào 7 giờ 30 tối hàng ngày nha anh em. Anh em rảnh rỗi có thể lên kênh YouTube để xem nha.